Báo The Guardian đưa tin, Bộ Quốc phòng Pháp đã phủ nhận thông tin binh lính nước này hiện diện ở Ukraine. Đây là lời phản hồi đối với thông tin từ các tài liệu mật được cho là bị rò rỉ trên mạng gần đây. Theo The Guardian, các tài liệu cho thấy một nhóm nhỏ khoảng dưới 100 quân nhân đặc nhiệm từ các thành viên NATO như Pháp, Mỹ, Anh và Latvia đã có mặt ở Ukraine. Tờ báo dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Pháp cho biết không có lực lượng Pháp nào tham gia hoạt động ở Ukraine. Các tài liệu được trích dẫn không đến từ quân đội Pháp. Chúng tôi không bình luận về các tài liệu có nguồn gốc không rõ. Lầu Năm Góc bắt đầu điều tra sau khi tờ New York Times đưa tin các tài liệu mật nêu chi tiết kế hoạch cung cấp vũ khí cho Ukraine của Mỹ và NATO cho cuộc phản công sắp tới đã được đăng trên Twitter và Telegram vào tuần trước. Tình báo quân đội Ukraine cho rằng các tài liệu bị rò rỉ trên mạng là do Nga giả mạo. Trước đó vào ngày 8 tháng 4, The Washington Post trích dẫn các tài liệu chiến tranh mật bị rò rỉ, nói công ty an ninh tư nhân Wagner của Nga đã tìm cách mua vũ khí từ Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh của NATO. Các tay súng Wagner đang tham gia tích cực trong chiến dịch của Nga ở Ukraine và bị Kiev và phương Tây xem là lính đánh thuê. Theo báo cáo vào đầu tháng 2, một số người từ Wagner đã gặp gỡ đồng mối Thổ Nhĩ Kỳ để mua vũ khí và thiết bị từ nước này dùng cho hoạt động ở Mali và Ukraine. Tuy nhiên, tài liệu không nói rõ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ có biết về những nỗ lực của Wagner hoặc thương vụ mua bán có thành công hay không. Nhưng theo tờ báo, tài liệu tiết lộ rằng một đồng minh NATO có thể đã hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine, có thể gây leo thang xung đột, đặc biệt là khi Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách ngăn Thụy Điển gia nhập NATO. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.